Bà Nguyễn Thị Phương, năm nay 54 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh. Cách đây 3 năm, trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, thì bác sĩ phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Rất may khi được phát hiện sớm, nên sau khi được điều trị, đến nay sức khỏe ổn định và chỉ phải đi tái khám định kỳ. Bây giờ sức khỏe tôi là rất chi là khỏe. Đi khám định kỳ là bác sĩ bảo rất chi là ổn, không có gì phải lo lắng cả. Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh và đáng báo động. Mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Tại khoa y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trung bình một ngày khám và điều trị cho khoảng hơn 200 bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Có một con số thống kê cho thấy rằng tăng cao và cái ung thư tuyến giáp đã đứng hàng thứ 5 về cái tần suất cái bệnh mới mắc ở trong nữ giới. Ở Việt Nam thì những cái số liệu ở các bệnh viện thì thấy rằng là cái bệnh nhân ung thư tuyến giáp ngày càng được phát hiện, đặc biệt là những cái giai đoạn sớm. Chính vì vậy mà cái việc chẩn đoán, điều trị cũng như là theo dõi bệnh nhân đã cải thiện hơn rất nhiều so với trước kia. Theo các bác sĩ, ngay cả khi bạn thấy dường như hoàn toàn khỏe mạnh, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không có nguy cơ mắc căn bệnh nào đó. Đặc biệt, với bệnh ung thư, việc khám sức khỏe định kỳ là vô cùng cần thiết để phát hiện sớm và điều trị bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, có đến hơn 70% trường hợp ung thư tới bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc chữa trị vô cùng khó khăn. Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm thì khi chúng ta không có bệnh thì chúng ta sẽ duy trì cái mức độ tập luyện, sinh hoạt, ăn ngủ và làm việc của chúng ta để chúng ta có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nếu phát hiện được bệnh sớm, đặc biệt là các cái bệnh sàng lọc vì ung thư, thì chúng ta bác sĩ sẽ hướng dẫn và tư vấn chúng ta để chúng ta thay đổi lối sống, thay đổi cách sinh hoạt, ăn uống, tập luyện và chúng ta chữa bệnh càng sớm càng tốt thì có thể tránh tất cả các tổn thất về kinh tế, về thời gian, về sức lực của bản thân, gia đình và xã hội. Các chuyên gia y tế cũng đặc biệt nhấn mạnh lợi ích của việc khám sức khỏe toàn diện định kỳ. Khám sức khỏe toàn diện định kỳ không những giúp mỗi người có cái nhìn toàn diện về tình trạng sức khỏe của bản thân, mà còn giúp tầm soát bệnh, bảo trì sức khỏe hàng năm, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, lối sống, chế độ làm việc phù hợp hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.